là Thúy An. Thì hôm nay mình và mẹ mình lại tiếp tục đi câu gắn mối nha. Tại vì món này là đặc sản, hai nữa là mình rất là thích đi câu á. Hôm bữa có bạn hỏi mình là câu gắn mối bằng ngoài gì, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn biết luôn nha. Cái này là cái gì mẹ? Bồ cào. Nè, bồ cào thì mình sẽ xỏ vô cái khoanh dây chì như vậy nè, xỏ tròn như vậy là được rồi, chứ không cần phải lử câu gì hết á các bạn. Gắn mối mình đã bằng sạch rồi, giờ mình sẽ bầm xả để ướp gắn mối luôn nha.
mình sẽ trộn đều cho gia vị nó thấm vô gắn mối á, rồi sau đó mình chiên thôi. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Món này thì mẹ mình không có ăn á, cho nên mình ăn một mình thôi. Ồ, nhìn hấp dẫn không các bạn? Vàng ươm luôn á. Giờ mình sẽ chấm nhiêu nước tương ớt. Giòn quá các bạn ơi. Giòn gụm luôn á. Đậu phộng nó rất là thơm á, tại mình có rắc thêm đậu phộng á. Cái món này mình chịu khó mình đi câu tí xíu thôi là ăn không hết luôn á. Gắn mối này nó dễ câu lắm á các bạn. Câu thì mình không cần lưỡi câu, nhưng mà nó ăn nó vẫn bị ruột nha. Nó gớt xuống xong rồi nó vẫn bò lại nó ăn tiếp. Rất là dạn. Ngon các bạn ơi. Gắn mối này nó giòn nó mình nhai luôn xương của nó luôn. Món này là đặc sản quê mình á. Ở dưới mình vẫn có bán gắn mối, nhưng mà một ký nó 300.000 á, còn mình đi câu chút xíu thôi là cả đống rồi, khỏi cần phải mua. Ớt này mình đã trưng bày rồi, giờ mình ăn luôn. Nó cay. Ngon là không thể thiếu bia nha các bạn. Nè, các bạn thấy không? Mình chiên con gắn mối nó vàng ươm luôn á. Nó thơm xả. Giòn quá. Ngon quá các bạn ơi. Cho mình xin ngưng clip tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Bye, chào tạm biệt các bạn.
Ừ.